Chiều ngày 14 tháng 12, Hội đồng thẩm định công nhận nông thôn mới huyện và thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện tổ chức hội nghị thảo luận, thẩm tra, đánh giá bỏ phiếu công nhận xã Tân Phúc và 4 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng các đồng chí trong ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của huyện các đồng chí là thành viên ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện. Trong đợt xét này, huyện Lang Chánh đề nghị thẩm định xét công nhận xã Tân Phúc đạt chuẩn nông thôn mới và bỏ phiếu công nhận 4 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới gồm bản U xã Tam Văn, bản Tiến xã Lâm Phú, bản Vân Ngoài xã Yên Thắng và thôn Tân Lập xã Tân Phúc. Hội nghị đã thông qua báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã Tân Phúc năm 2020. Theo đó, xã Tân Phúc đã hoàn thiện đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm tra và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Tân Phúc đã được Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là 19 trên 19 tiêu chí đạt 100%. Báo cáo về thẩm tra hồ sơ đề nghị xét công nhận 4 thôn bản đạt chuẩn thôn bản đạt nông thôn mới và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của các bản đã đăng ký về đích. Theo báo cáo, các thôn bản có đầy đủ các loại hồ sơ đảm bảo theo từng tiêu chí, đủ cơ sở để tổ thẩm định đánh giá. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, tổng số tiêu chí của các bản đã được Ủy ban dân huyện Lang Chánh thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới, tính đến thời điểm thẩm định là 14 trên 14 tiêu chí đạt 100%. Trên cơ sở đề nghị của xã Tân Phúc và 4 thôn bản, văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện đã báo cáo mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí trên địa bàn xã Tân Phúc cũng như các thôn bản hiện nay, phân tích những ưu điểm, những vấn đề còn tồn tại, những tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Tân Phúc cùng với các tiêu chí của mỗi thôn bản. Sau khi phân tích thảo luận những kết quả đã đạt được và tồn tại hạn chế của từng tiêu chí xã nông thôn mới, thôn bản nông thôn mới các thành viên trong hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu đối với xã Tân Phúc để đề nghị ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh, văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa tổ chức thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trong thời gian tới. Hội đồng thẩm định huyện Lang Chánh cũng đã thống nhất bỏ phiếu đối với 4 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới là các thôn bản gồm bản U xã Tam Văn, bản Tiến xã Lâm Phú, bản Vân Ngoài xã Yên Thắng và thôn Tân Lập xã Tân Phúc. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Hồng, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương, đơn vị và thành viên hội đồng thẩm định trong công tác theo dõi, chỉ đạo, xét duyệt các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Tân Phúc và các thôn bản đăng ký về đích trong năm nay. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị đối với xã Tân Phúc cần tiếp tục hoàn thiện thủ tục hồ sơ, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã thẩm định đạt tiếp tục ra soát tháo gỡ các khó khăn vướng mắc triển khai hiệu quả các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tiêu chí nông thôn mới tạo sự thống nhất và đồng thuận trong nhân dân xây dựng nông thôn mới một cách bền vững để ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh thanh hóa văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh thanh hóa tổ chức lên thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 trong thời gian tới